Ok, một lần nữa xin chào tất cả anh em, chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ cũng như là đang xem video vui vẻ anh em ơi. Và trong vòng bán kết thứ hai này của dòng loại Võ Lâm Minh Chủ của cụm mấy chủ Đại Phật Sơn, trận đấu thứ hai chúng ta giữa hai cầu thủ đó là 4-3, Thiếu Gia sẽ tranh với Nico xài tiền đôi nha anh em. Và chúng ta vẫn thi đấu với hình thức 3-2 nha anh em. Và ai 2-2 win thì sẽ thắng nha anh em. Và chúng ta cùng xem xét đồ của hai cầu thủ thử như thế nào cho anh em xem nha. Đây là cầu thủ Nico xài tiền đô. Nico xài tiền đô có vẻ như là một hạng ngâm mi, đang sử một cái bóng làm chậm 40 sử dụng lực, một cái nón phòng thủ 25 làm chậm 40, mắt đọc luôn cái nón này, mắt pin rồi nè mày. Một cái áo phục hồi 40 kháng lôi 30, một cái chuyền kháng cả 16 và một bộ tay làm chậm 20, nội lực cao, một ngọc bội cực phẩm nhu tình 25 mắt pin và một nhẫn kháng băng 25 dẫn độc 20, một đai lưng 25 40 sử dụng lực kháng băng, một nhẫn kháng băng tiếp theo, một đôi giày tóc 40 kháng lôi 25. Chung set đồ này nghe mây này đồ quá pin rồi nè mà, pin từ đầu đến cuối. Không biết gặp anh 43 Thiếu Gia Thiếu Lâm Đao này sẽ ra sao đây. Anh Thiếu Gia này là Thiếu Lâm Đao nè anh em, chờ một chút trực khai cho soi đồ cho anh em xem. Soi set đồ của cầu thủ 43 Thiếu Gia là một hạt Thiếu Lâm Đao, đang sử dụng một cái đao tóc 30 sát thương 20, một cái nón cực phẩm Định Quốc mắt pin hoàn toàn, một chuyền kháng cả 17 kháng băng 17 thì dẫn độc 30, một áo 40 kháng băng 19, một bao tay làm chậm 40 nội lực, một ngọc bội kháng lôi 19, một nhẫn làm chậm 40, một đai lưng làm chậm 40 kháng lôi từ nhẫn và đôi giày kháng hỏa. Tính ra lượng làm chậm này lên đến 120 làm chậm, lượng kháng băng cũng khá là ok. Một món kháng băng từ áo và da chiên, chưa nói đến cái lượng kháng tất cả 20 từ dịch canh kinh thì đợt này kháng băng khá là nhiều, hơn 60 kháng băng rồi. Chúng ta cùng vào bên trong xem hai cầu thủ này giao tranh anh em. Lượng kháng băng của đợt này lên đến 7 rồi nè mà, 17 là 34, nếu mà dịch canh 20 nữa thì 54 cái này 19 là được 73 kháng băng rồi, lượng băng khá là cao. Với lượng kháng băng này mà kèm theo làm chậm 120 như thế này, liệu Thiếu Lâm Đao này có thể win được ngày mấy trưởng này không? Anh em cùng chờ đợi trận đấu này được diễn ra sẽ như thế nào nha nào. Và trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng hơn 1 phút. Và lượng bên phòng thủ của ngày mấy này cũng khá là cao, hai non 25 cái non mắt bim làm chậm 40 và ngập bội 25 và giao diện kháng cả 16. Với cái độ phòng thủ như thế này thì ngày mấy này có thể lên đến hơn 66 phòng thủ, 66 phòng thủ này mà. Lượng làm chậm thì có cho mình 100 làm chậm từ bao tay, nón và vũ khí. Và bây giờ chúng ta còn 4 giây để bắt đầu trận đấu này. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho hai cao thủ này một like, một chia sẻ ở video này, cũng như là ủng hộ video của Dĩ Khải Gaming một like chia sẻ nè mày. Dĩ Khải cảm ơn em rất nhiều. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi mỗi live stream từ kênh của Khải nha em ơi. Hello Cúc Lưỡi Gaming nha. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng hơn 20 giây nữa nè mày. Trận bán kết thứ hai này đang rất là chờ đợi trong ngày hôm nay. Ở trong trận đấu đầu tiên thì cái bang gặp Nam Động và cái bang đã win hoàn toàn Nam Động một cách toàn diện anh em ạ. Và trong trận bán kết thứ hai này liệu ai sẽ gặp anh cái bang và liệu ai sẽ gặp anh cái bang? Thì đó, chúng ta chính thức bắt đầu. Đây là những đòn đao đầu tiên đến từ vị trí của 43 Thiếu Gia. Chúng ta có thể thấy rằng Nico xài tiền đô đang di chuyển trên ngựa và có vẻ như là đang câu giờ, nhưng mà không được hiệu quả cho lắm. Những đao của Thiếu Lâm cũng có thể chém trúng vào hướng của Ngày Mây. Và sau đó Ngày Mây đành phải xuống ngựa. Sau một hồi câu thời gian thì không được ổn cho lắm là Ngày Mây đã bắt đầu xuống ngựa. Và đây là hai bên đã chính thức giao tranh. Có vẻ như Ngày Mây đang khá là khép nép trong những pha giao tranh đầu tiên. Anh ta chỉ có thể xoay chuyển và né những luồng đam. Kiểu này thì Thiếu Lâm có thể đam được định, có thể ăn được luồng đam của Thiếu Lâm đó nè mà. Và Thiếu Lâm đã xuống ngựa rồi. Không biết Thiếu Lâm xuống ngựa làm gì đây. Ta có thể chấp 1.000 thở lực à. Phí đi 1.000 thở lực trong trận ra đó đầu tiên này khá đáng tiếc dành cho 43 Thiếu Gia. 1.000 thở lực đó có thể tiếp cận thường xuyên Nga My. Đam được lường đam cực kỳ tốt anh em. Không hiểu sao anh ta lại xuống ngựa, mất đi 1k thở lực rồi. Bây giờ lên ngựa thì coi như là 1k thở lực đó không còn tác dụng nữa rồi anh em à. Yeah.
Anh em dự đoán xem trong trận đấu này liệu Nga My có thể ăn được luồng đam hay không. Trong trận đấu này theo cái dự đoán thì chắc chắn với anh em rằng hai người này sẽ đánh hết đến 6 phút để có thể phân biệt thắng bại, so tài về hướng điểm số mà thôi. Tại vì hai hợp này họ đánh khá là trâu vừa mất thời gian là không thể nào mà kết thúc được với nhau. Chỉ có thể chúng ta chờ đợi sau hết 6 phút sẽ biết được lượng điểm, lượng đam nguyên về ai. Trận đấu chúng ta đã trôi qua gần 2 phút. Có vẻ nhìn sơ qua thì anh Nga My đang ăn đam khá là đâu. Chưa nói đến những đòn phản đam ngược lại của đòn Phong Sương này. Trong các trận đấu mà anh em đã xem ở các giải đấu trước thì Nga My gặp Thiểu Lâm, đa số chúng ta đều thấy Nga My đều bị thua, đều hoàn toàn bị thua với lượng đam. Không biết trong trận đấu này có lặp lại như vậy hay không. Trận đấu chúng ta đã trôi qua gần 3 phút. Những đòn đam của Nga My, liệu những đòn Phong Sương này có thực sự hiệu quả hay không, hay là hoàn toàn lại bị dính những đòn phản đam bật ngược lại hướng của mình. Anh em có thể xem lượng máu của hai bên. Thiếu Lâm đang chất chiêu từng bình máu. Anh ta không vội bơm máu nhiều, từ từ mà bơm mà thôi. Đó anh em không, không thể nào mà dứt điểm được anh Thiếu Lâm này. Khoảng 20% máu anh ta đã bắt đầu bơm này. Và bây giờ anh ta là chính thức xuống người tiếp theo. Không biết những pha xuống người như thế này anh ta ngủ ý gì đây. Chúng ta chỉ còn 3 phút nữa mà thôi. Hello tất cả anh em nha. Chúc anh em buổi tối xem video vui vẻ nè mày. Chúc anh em xem live vui vẻ nha. Với 125 chậm thì theo khai dự đoán rằng anh Thiếu Gia này chắc chắn tỷ lệ win cho anh Thiếu Gia này khá là nhiều. Thiếu làm lại kinh công. Kinh công làm gì đây? Có vẻ như trận đấu này Thiếu Lâm đang chấp thể lực hoàn toàn rồi đây mà. Chấp một ca thể lực và bây giờ anh ta lại tiếp tục kinh công. Chấp hoàn toàn ngày 10 Nico xài tiền đô. Những đòn đao của Thiếu Lâm cực kỳ đau. Và đây chỉ là mới là round đấu đầu tiên mà thôi. Chúng ta chỉ còn 2 phút để kết thúc trận bán kết thứ hai này. Và round đấu đầu tiên giữa hai cao thủ. Lượng máu của hai bên đang tụt khá là đáng kể. Những nhát đao Thiếu Lâm cực kỳ đau này mà. Đang sử dụng một cái đao tóc 30 sát thương. Và pha vừa rồi thì anh em cũng đã thấy rằng đã kết thúc được Nga My. Rất đáng tiếc. Và Nga My đã bị dính đam lên đến 186 ca đam. Và bên Thiếu Gia chỉ bị dính 110 ca mà thôi. Và giờ chúng ta đã có round đấu đầu tiên win cho anh Thiếu Lâm đao 43 Thiếu Gia. Và giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục round đấu thứ hai nha anh em. Đừng quên nữa là một like chia sẻ ủng hộ cho hai cầu thủ này nha anh em ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với trận bán kết thứ hai. Chỉ còn hơn vài giây nữa trận đấu này sẽ chính thức bắt đầu. Trong round đấu đầu tiên thì Thiếu Lâm đã kết thúc được Nga My trong khoảng hơn 3 phút rưỡi. Và liệu trong trận đấu này Nga My sẽ trụ đam được bao nhiêu? Và nhìn sơ qua trong trận đấu đầu tiên thì Nga My thua đến 70k đam lận anh em ạ. Và trong round đấu thứ hai này chúng ta cùng đợi xem. Nếu như 43 Thiếu Gia win thì anh ta sẽ có một vé trận vào trận tranh chung kết nhất nhì. Và như anh em đã thấy thì Nga My trong pha vừa rồi đã buông tay chịu chói và đã cho anh Thiếu Lâm vào trong một cách khá là nhanh gọn. Và chắc chắn anh em rằng trận tranh chung kết sẽ được diễn ra giữa 43 Thiếu Gia, đó là Thiếu Lâm Đào, sẽ đấu tranh với cậu nhóc cá bóng bóng. Đó, đóng bóng hay rồng chúng ta chưa biết anh em. Tại vì trận chung kết chưa đến nên là chúng ta có thể chờ đợi trận chung kết. Trời ơi, thế là trận chung kết chúng ta đó là cái bang gặp Thiếu Lâm nha anh em. Đó là sơ đồ của cái bang này mà. Xin chúc mừng 43 Thiếu Gia win 2-0 và đã lọt vào trận tranh chung kết nhất nhì. Và tất cả anh em thua thì chuẩn bị trận tranh 3-4. Như vừa rồi thì Nico xài tiền đô thì họ đã thua thì sẽ chuẩn bị tranh 3-4 anh em ơi. Anh em xem đừng quên cho Như Khải một like chia sẻ cho anh em. Và bây giờ